Xin chào các bác. Hôm nay tiện đây tôi làm cho một anh khách cái vòng mã số 0406 này, vòng trầm hương tốc tự nhiên núi rừng mã số 06, size 18 ly thì tôi làm cho một anh. Anh ấy đặt bên tôi cái vòng khá là to. Tiện đây tôi quay giới thiệu cho bác luôn là cái loại mã số 06 này bên tôi cũng đang được khuyến mại giảm giá. Và hàng chất lượng thì bên tôi bảo hành cho các bác luôn. Hàng chuẩn núi rừng tự nhiên và rất là nặng. Nặng cam. Em hãy đưa cho anh cái cân. Cân ở trên mặt bàn này. Hàng này thì khá là nặng gam và tinh dầu bên trong nhiều các bác nhé. Tôi thì hiện tại cũng đang đeo một vòng. Đang đeo một vòng 14 ly. Lấy cho anh cái vòng 14 ly. Đó. Đây các bác nhìn. Vòng tôi đeo. Đeo khoảng cỡ một tuần là các bác có thể là nước nôi thoải mái. Khi mà các bác đeo thì mồ hôi nó ra, nó sẽ lì cái vòng xuống, gỗ lì xuống. Thì các bác có thể rửa tay, rửa chân bằng dúng nước vào, càng vào nước nó càng thơm các bác nha. Đó, đấy là cách đeo cái vòng trầm hương này, nó đẹp và nó bền. Thì các bác cứ đeo một tuần. Khuyên các bác là đeo một tuần ở trên tay. Sau đó là nó sẽ lì, nó sẽ bắt đầu đen xuống màu đen như này. Và khi mà các bác nhúng nước hoặc là rửa tay vào nước thì không vấn đề gì. Và nó càng phát ra mùi thơm mạnh hơn. Riêng trầm tự nhiên là nó phải như thế các bác nhé. Chứ còn mà hàng tẩm ép hay hàng lấu dầu là nó thường là sẽ phải kiêng nước. Tư vấn thường phải kiêng nước cho các bác, không là vào nước là nó sẽ bay cái tinh dầu và nó bọt. Bọt ra nhìn rất là xấu, nó không đẹp như cái hàng tự nhiên như này. Rất thơm, càng vào nước càng thơm các bác nha. Đây, tôi đang đeo cái vòng 14 ly. Đây là hàng mới, hàng mộc, hàng để nguyên mộc luôn. Đây, tôi làm cho một anh ở Vũng Tàu cái vòng 18 ly. Thì anh ấy đặt bên tôi, trước anh cũng đã dùng cái vòng 10 ly cho lữ rồi. Thì vợ anh ấy đeo thì cũng khá là tin tưởng và thích cái mẫu này. Vừa giá thành nó vừa phải, cũng như là chất lượng của nó là khá là tốt. Đây cái vòng các bác nhìn cái tinh dầu này. Tôi đang quay bằng cái máy điện thoại. Cái máy ảnh thì nó lại hết pin rồi. Đang quay một đoạn trước bằng cái máy điện thoại. Còn cái máy ảnh thì chắc phải chiều tôi mới quay được cho bác cụ thể được. Quay trước cái vòng 18 ly này. Còn hai vòng thì các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ nhé. Còn hai vòng. Một lô làm ra mấy cái vòng trúc mới lại mấy cái vòng hạt tròn 16, 14, 12. Thì cái vòng 18 ly làm 3 vòng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp để bên tôi giao hàng cho các bác. Đang được khuyến mại giảm giá mà. Giá thành thì rất là ok thôi. Các bác nào mà có nhu cầu thì cứ inbox hoặc là gọi điện trực tiếp tôi báo giá nha. Còn cái việc báo giá các bác, nhiều các bác cũng bảo báo giá ở trên này. Vì là bên tôi cũng để lại cho anh em đặt hàng bán lẻ thì bên tôi vẫn để lại cho anh em được giá nó để cho các bác bán lẻ, cho nên là tôi không báo giá ở trên này cụ thể, là các bác để cho anh em họ còn bán giá của người ta, họ chênh lên để họ bán giá cho khách. Nếu mà tôi báo giá ở trên này thì cũng khó cho các bác bán lại, nên tôi sẽ không báo. Và inbox bên tôi thì bên tôi sẽ tư vấn và báo giá trực tiếp ở trên Zalo hoặc là số điện thoại hoặc gọi điện nhé. Tránh trường hợp mà các bác ấy bán lẻ mà các bác tôi báo giá lên thì các bác không tôi thấy không ok lắm. Đây những cái vòng trầm, thực ra cái vòng trầm này thì cũng khá là ít người chơi được thôi, cho nên là các bác nào mà đã mua hàng bên shop rồi, đã tin tưởng rồi, chủ yếu là khách quen thôi. Chứ còn khách mới thì các bác chưa mua ngay được đâu. Vì là các bác còn phải tìm hiểu nhiều. Và còn phải xem thêm những cái video bên tôi hoặc là những cái video ở trên mạng, hoặc là đọc nhiều bài viết để tìm hiểu cách phân biệt vòng trầm thật, vòng trầm giả, trầm lấu dầu, trầm ép dầu. Các bác hết sức là lưu ý về vòng chơi vòng trầm này, nó phải từ từ, không vội được các bác nha. Tôi vẫn khuyên các bác là khi mà mua vòng trầm, tìm hiểu vòng trầm thì cứ phải từ từ hỏi kỹ, hỏi và đi tìm hiểu thông tin kỹ để mình có cái nhìn khách quan, xem là chỗ nào hỏi nhiều chỗ vào
Các bác hỏi nhiều chỗ mà, xem là chỗ nào người ta tư vấn đúng hay là người ta tư vấn sai hay là người ta nói như này như kia là các bác có thể tự phân tích được các bác nhé. Chỗ nào thấy uy tín thì các bác có mua, các bác đặt niềm tin các bác mua. Mua bán qua mạng thì chủ yếu là niềm tin với nhau thôi. Hàng gửi đi là phải chuẩn nữa bác nha. Lát tôi sẽ gửi cho anh ấy một cái vòng 18 ly rất đẹp, càng đeo nó càng thơm. Cái loại này thì gỗ rất già, đây tôi sẽ cân lên cho các bác xem nha, xem nặng không nha. Đó, 20 gram cơ mà, 20 gram luôn. Ủa cái này 22 gram rồi, nặng. Cái này thì 19 gram này. Nói chung là tầm 19 đến 22 gram một vòng. Cái này nặng nhất. Này 22 gram. Đó, các bác nào mà có nhu cầu những cái hàng sản phẩm như này, tinh dầu khá là nhiều trong đây, cái vân gỗ này, gỗ nguyên khối các bác nhé, hàng nguyên khối không phải hàng ghép hay hàng ép ép công nghiệp đâu các bác nhá. Nên là hàng này chơi hoàn toàn yên tâm. Những cái sản phẩm như này, trầm hương tự nhiên, gỗ gió bầu tự nhiên 100%, càng đeo càng thơm. Đây các bác nhìn nó bóng, nó đẹp, nó dầu, nó ra. Bên tôi đánh bóng, chỉ đánh mộc thôi, không có đánh bóng cái gì hết, chỉ đánh một nước mộc thôi. Nó ra và nó tự đánh bóng nó. Đeo, mình đeo vào mồ hôi, mồ kê nó ra thì nó sẽ lì cái gỗ. Khi mà vào nước thì không vấn đề gì cả, càng vào nước càng thơm. Đó. Bên tôi sẽ gửi đi và sẽ cho hộp này, hộp cũng như là dây dự phòng cũng như là quà tặng khuyến mại. Và bên tôi đang được giảm giá cái vòng này trong chương trình tháng 11, thì các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp, được giá tốt, được hộp đựng này, có thẻ bảo hành này, có dây dự phòng này và có quà vòng tặng khuyến mại nữa. Rồi, xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Mộc Cương Shop. Xin chào.